Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động và đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng nhân dân. Đến nay, phong trào này đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen của người dân, là hoạt động thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức linh hoạt tại mỗi cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh. Phong trào được đánh giá góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Một số vấn đề về môi trường phần nào được giải quyết, số lượng điểm đen ô nhiễm giảm bớt, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân thì có đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện của thanh niên. Điều đặn hàng tuần, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn thể xã hội. Cùng chung ý nghĩa đó, các hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh đã trở thành một hoạt động sinh hoạt đoàn quen thuộc đối với các đoàn viên thanh niên thị đoàn Hương Thủy mỗi dịp cuối tuần. Trong hoạt động lần này, gần 300 đoàn viên thanh niên đủ các thành phần đơn vị trên địa bàn thị xã tham gia dọn vệ sinh môi trường cảnh quan, trồng hoa tại các bồn hoa công cộng và phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường từ khu vực trung tâm thành phố về cầu Ngói Thanh Toàn. Được góp một phần sức trẻ để mang lại diện mạo mới cho quê hương là niềm tự hào của mỗi một đoàn viên. Là một đoàn viên thanh niên thì em tích cực tham gia các hoạt động Chủ nhật Xanh do địa phương tổ chức và phần nào tuyên truyền cho bà con nhân dân trong địa bàn của thị xã để tham gia cái hoạt động này để giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch sáng hơn. Thông qua Ngày Chủ nhật Xanh thì chúng em mong rằng có thể lan tỏa được thông điệp đến với mọi người là cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường, góp phần cho việc phát triển khu du lịch sinh thái, giúp cho môi trường trong sạch. Có thể thấy, thông qua phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, nhiều vấn đề về môi trường ở các địa phương trong tỉnh đã phần nào được giải quyết. Nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường đã giảm đáng kể. Trong đó, quan trọng nhất là nhận thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường đã không ngừng được nâng cao. Để đạt được những hiệu ứng tích cực đó, thì vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên được đánh giá là lực lượng nòng cốt, trọng tâm trong mọi hoạt động về thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh. Em cảm thấy là mình rất là vui và vinh dự khi được góp một phần nhỏ trong việc là xây dựng và bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Chủ nhật Xanh, xanh sạch sáng cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó thì bản thân góp một phần trách nhiệm nhỏ trong các cơ quan khối nội chính để giúp cho cuộc sống và giúp cho môi trường ngày càng tươi đẹp và tốt đẹp hơn. Phát huy sức trẻ trong việc cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động trong chuỗi các hoạt động được triển khai tháng thanh niên, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh phong trào Chủ nhật Xanh là hoạt động trọng tâm và xuyên suốt. Trong tháng 3 thanh niên, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện gần 6.000 công trình phần việc với sự tham gia của hơn 59.200 đoàn viên thanh niên, thu gom gần 3.500 tấn rác thải, trồng hơn 12.000 cây xanh. Qua đó, góp phần làm sạch môi trường, cảnh quan. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lực lượng đoàn viên thanh niên và cả tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với các mô hình như 60 phút sạch nhà đẹp ngọt, rồi là bảo vệ dòng sông quê hương, bỏ rác đúng nơi quy định và không vứt rác bừa bãi, hay là hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa sử dụng một lần. Làm như thế nào để bây giờ Chủ nhật Xanh chúng ta là đi vào thực chất? Tiếp như lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt để đó là thanh niên cùng tiếp tục làm nòng cốt và bà con nhân dân để cho ngày phong trào Ngày Chủ nhật Xanh là được triển khai không chỉ vào ngày của tuần mà từng ngày từng giờ và trên tất cả các địa phương của trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng những hành động thiết thực, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đang nỗ lực cùng với các cấp ngành đưa các phong trào cuộc vận động đi sâu vào đời sống thường nhật, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường, làm cho Huế ngày càng xanh, sạch, sáng hơn.